gót với đòn gánh của Đức sản xuất thập niên 1950 này. Cầu giữa 12K, 1 trên 10 12K GF này. Dòng Vazia của Đức khá nổi tiếng này, đòn gánh. Đây là cẳng trái nhá. Jackmani, Marin Jackmani. Cẳng phải này. CBM Guardia. Cầu giữa này. Rất là mới nha.